clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Công nghệ là lý do dẫn đầu bảng thuyết phục người dùng chọn xe điện. Theo các chủ xe điện, nếu đòn bẩy tài chính hấp dẫn như chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam của VinFast là điều kiện đủ để khách hàng xuống tiền, thì công nghệ vượt trội của ô tô điện chính là điều kiện cần khi người dùng lựa chọn mua sản phẩm này. Trải nghiệm sướng hơn hẳn xe xăng. Ghi nhận từ nhiều chủ xe trên các cộng đồng xe điện, những chuyến đi dài với nhiều địa hình phức tạp dịp cuối năm và năm mới là cơ hội để xe điện VinFast phô diễn tất cả điểm mạnh so với xe xăng truyền thống. Trong đó, công nghệ thông minh được trang bị trong từng trải nghiệm là ấn tượng được nhiều khách hàng Việt không tiếc lời khen ngợi. Theo nhiều chủ xe, trong khi nhiều hãng xe xăng tiết kiệm hết mức có thể với tính năng trợ lái nâng cao ADAS, thì xe điện VinFast hoàn toàn ngược lại, ngập tràn các tính năng hỗ trợ cần thiết cho người lái. Anh Phan Anh, người đã thực hiện chuyến xuyên Việt 1.800 km với chiếc VF8, đã chỉ ra hàng loạt trải nghiệm khiến anh hài lòng với hệ thống ADAS trên VF8. Trong hành trình của mình, anh Phan Anh đặc biệt đánh giá tính năng hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc là cực hay. Anh giải thích, tính năng này hỗ trợ người lái đi đúng làn đường và duy trì tốc độ phù hợp khi di chuyển trên cao tốc. Khi ADAS hoạt động trên cao tốc, tôi thấy đỡ căng thẳng, thư giãn và cực kỳ an toàn. Việc bật và tắt chức năng ADAS rất dễ, tăng giảm tốc độ cộng 1 hay cộng 5 đơn giản. Đạt khoảng cách với xe phía trước nhanh và dễ nhìn, anh Phan Anh kể lại. Tính năng hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc cũng đem lại cho anh trải nghiệm thú vị và tiện lợi không kém. Khi đường tắc, xe tự bám theo xe phía trước. Khi xe trước dừng, xe mình dừng. Khi phải nhích từng đoạn một, tắc khoảng 15-30 phút, mới thấy sự hữu dụng của chức năng này. Người chủ xe chia sẻ. Cũng trong chuyến xuyên Việt của mình, anh Phan Anh đã được trải nghiệm khả năng nhận biết biển báo giao thông trên VF8. Theo anh, tính năng này nhạy đến mức bản thân anh tự tin không dính phạt nguội. Theo nhiều chủ xe điện, những tính năng kể trên là trải nghiệm khó có thể tìm thấy ở các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8. ADAS thì không phải mình VinFast có, nhưng điều đặc biệt là các tính năng ADAS trên xe điện VinFast được trang bị đầy đủ và hoạt động tốt, ngay cả trong điều kiện giao thông phức tạp như tại Việt Nam. Một thành viên cộng đồng VinFast Thiên Nguyễn cho biết, anh cũng chia sẻ trải nghiệm khi đi trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Một số đoạn trời tối và mật độ đông, nhưng các tính năng bám làn và giữ khoảng cách với xe trước vẫn hoạt động tốt. Camera và các loại cảm biến đều rất nhạy. Trải nghiệm an toàn và sướng hơn hẳn so với khi lái chiếc xe xăng cũ của tôi, khách hàng này thừa nhận. Xe xanh tiến gần khách hàng hơn bao giờ hết. Cùng với những công nghệ về an toàn, tiện lợi, không ít tính năng thông minh trên xe điện VinFast cũng khiến nhiều khách hàng Việt mê tít sau thời gian trải nghiệm. Chị Lê Bạch Dương tại Hà Nội, trong hành trình xuyên Việt mới thực hiện cách đây ít lâu, đã hết lời khen cô nàng trợ lý ảo Vivi trên chiếc VF9. Trẻ con rất thích tương tác với Vivi, hỏi thông tin cập nhật hàng ngày, trêu cô trợ lý ảo dễ thương, rồi lại nghe kể chuyện cười, làm chuyến đi thêm những giây phút rộn vàng tiếng cười. Chị kể về chuyến đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng của đại gia đình 6 người. Bên cạnh trợ lý ảo tiếng Việt, xe điện VinFast còn được nhiều thành viên cộng đồng chủ xe đặt tên là ngôi nhà thông minh, bởi trên xe không thiếu trang bị nào, từ khả năng hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực, tìm đường, dẫn đường tới các tính năng giải trí. Xe điện có điểm khác biệt mà xe xăng không thể có là khả năng cập nhật phần mềm và thông minh hơn theo thời gian. Đó thực sự là một khoản lời thú vị cho người dùng. Anh Thái Đức, một thành viên của cộng đồng VF6 chia sẻ. Trên nhiều diễn đàn, xe điện VinFast cũng được nhiều chủ xe đánh giá là xanh hơn xăng ở mọi khía cạnh, đặc biệt là khả năng tăng tốc khủng nhưng vẫn êm ái, đầm chắc, cảm giác an toàn tuyệt đối khi đi xe bởi những trang bị vượt tầm phân khúc. Song song đó, chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi xuất sắc và khả năng tiết kiệm vô địch trong phân khúc của những mẫu xe điện được rất nhiều người dùng ghi nhận. Đặc biệt, khả năng tiếp cận của xe điện đang dễ dàng hơn khi nào hết, khi ngoài mức giá vốn đã rất cạnh tranh trong cùng phân khúc. Mới đây, trong chiến dịch Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, VinFast đã mang đến giải pháp tài chính chưa từng có cho khách hàng. Khách hàng sẽ được nhận hàng loạt ưu đãi như hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm với lãi suất 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối, mức hấp dẫn nhất thị trường hiện tại.
Theo bảng tính của hãng, ngoài phần trả trước 30%, khách mua xe chỉ phải trả 5,29 triệu đồng tiền gốc và lãi mỗi tháng là có thể sở hữu ngay ô tô điện VF5 Plus kèm pin, kèm sạc. Mức chi này khiến cộng đồng ô tô Việt tiếp tục dậy sóng, bởi chưa khi nào khả năng hiện thực hóa giấc mơ ô tô lại đến gần như vậy với người dùng. Đọc báo thấy VinFast tung ưu đãi quá hời, tôi phải nhanh chóng đặt xe. Muốn sở hữu phương tiện xanh từ lâu nhưng chưa nghĩ sẽ sớm sở hữu ô tô điện đến thế. Anh Đặng Văn Trường tại Hà Nội cho biết, đối với nhiều khách hàng, việc chuyển đổi sang phương tiện xanh không chỉ là cách tự nâng cấp phương tiện di chuyển mà còn góp phần bảo vệ môi trường cũng như chung tay xây dựng thương hiệu ô tô điện thông minh của người Việt ở đẳng cấp thế giới. Bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hay một công việc kinh doanh? Bạn chưa định hình được thương hiệu, chưa xây dựng đầy đủ các nền tảng online phù hợp khiến kết quả kinh doanh online của bạn không như mong muốn. Vậy thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi 0964002593 qua hotline hoặc Zalo, 0964002593 qua hotline hoặc Zalo. Tư vấn, hỗ trợ, xây dựng các nền tảng online phù hợp với từng loại ngành nghề dịch vụ, giúp bạn khai thác hiệu quả sức mạnh số để phát triển công việc kinh doanh của mình. Liên hệ ngay 0964002593, đồng hành cùng bạn.